100 điểm vàng Acu đắt giá. Liên kề trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, ngay tại lõi trung tâm các đô thị sầm uất. Sở hữu 3 tầng view hướng thủy đắt giá. Atesuka Garden tọa lạc ngay tại vị trí mặt tiền cách mạng tháng 8 và đường LTKPV28 nối ra đường Ngô Quyền, liên kề quốc lộ 13 và sát cạnh Sài Gòn. Khi chỉ mất 3 phút đến quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, 10 phút đến thành phố Thủ Đức, 20 phút đến quận Bình Thạnh, 30 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất, AT Sky Garden là lựa chọn an cư lý tưởng, quyết định đầu tư đáng đồng tiền. Chỉ mất vài phút, bạn có thể tận hưởng thế giới tiện ích hiện đại và đẳng cấp. Thỏa thích mua sắm, giải trí với hệ thống trung tâm thương mại hàng đầu như Lotte Mart, Aeon Mall, Vincom Plaza, Giga Mall. Một môi trường giáo dục lý tưởng cho con trẻ với hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non cấp 1 đến cấp 3 như tiểu học Phú Long, trung học cơ sở Phú Long, trung học cơ sở Tô Ngọc Vân và cao đẳng đến đại học như cao đẳng Việt Nam Singapore, cao đẳng Điện lực, đại học Văn Hiến Thành Xuân, đại học Văn Lang. An tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện với hệ thống y tế quốc tế uy tín và tiêu chuẩn vượt trội. Bệnh viện quốc tế BKMS, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc. Rèn luyện và nâng cao sức khỏe với dãy công viên liền kề, công viên Ngô Quyền, công viên Thanh Việt Thanh Hoài và đường bờ sông dọc sông Lái Thiều. Tọa lạc tại cửa ngõ giao thương liền kề quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, AT Sky Garden dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đón đầu cơ hội tăng giá bất động sản với hàng loạt hạ tầng giao thông đầy tiềm năng, nâng cao tính kết nối như mở rộng tuyến quốc lộ 13 lên đến 64m với 8 làn xe, trục đường chính nội đô cách mạng tháng 8 nâng lộ giới lên 32m, tuyến đường ven sông Sài Gòn 6.000 tỷ đồng dài 16 km từ thành phố Thủ Dầu Một đến cầu Vĩnh Bình giáp thành phố Hồ Chí Minh theo dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn. Cầu Vĩnh Phú 09 kết nối giữa Thuận An và phường An Phú Đông, quận 12. Tuyến đường sắt trên cao Metro số 4 Bến Thành Thành Xuân định hướng kết nối đến trung tâm Lái Thiều tại giao lộ đường Nguyễn Trãi, đường Cách mạng tháng 8 và đường Nguyễn Văn Tiết. AT Sky Garden nằm giữa hai dòng sông, sông Sài Gòn và sông Lái Thiều, bên cạnh Hồ Gươm Xanh, tạo nên địa thế ba mặt hướng thủy độc bản trong khu vực. Quanh nhà là sông, bên nhà là hồ. Với giá trị vượt trội, AT Sky Garden chính là tâm điểm an cư mới, chạm đến mọi tiện ích sống, mở ra cuộc sống lý tưởng dành cho mọi gia đình, đáp ứng đa nhu cầu y tế, giáo dục, mua sắm và giải trí. AT Sky Garden, các khu ba mặt hướng thủy sát cạnh Sài Gòn.